cùng chuyển đến một nội dung khá là nhận được nhiều sự quan tâm của nhiều người dân gần đây. Đó là vụ rơi máy bay ở Trung Quốc khi mà đã có thông tin tìm được hộp đen thứ hai thưa quý vị. Ngày 27 tháng 3, Tân Hoa xã dẫn nguồn tin từ nhà chức trách Trung Quốc cho biết đã tìm tới hộp đen thứ hai của chiếc máy bay Boeing 737-800 của hãng hàng không China Eastern Airlines đã gặp tai nạn ở Quảng Tây, Trung Quốc. Việc tìm thấy chiếc hộp đen thứ hai đóng một vai trò quan trọng trong tiến trình điều tra vụ tai nạn máy bay khiến cho 132 người chết. Hộp đen thứ hai có thể giúp tiết lộ việc máy bay rơi là do lỗi con người hay trục trặc máy móc. Trước đó, hộp đen thứ nhất được tìm thấy vào hôm 23 tháng 3 trong tình trạng bị hư hỏng nghiêm trọng. Tối 26 tháng 3 theo giờ địa phương, giới chức Trung Quốc xác nhận chính thức toàn bộ 132 người trên máy bay rơi ở thành phố Ngô Châu, Quảng Tây đều thiệt mạng. Tất cả 123 hành khách và 9 thành viên phi hành đoàn trên chuyến bay mang số hiệu MU5735 của hãng hàng không China Eastern Airlines đã thiệt mạng vào ngày 21 tháng 3. Trang thời báo Hoàng cầu đưa tin tính đến ngày 26 tháng 3, danh tính của 120 trong số 132 nạn nhân được xác nhận bằng cách xác định ADN, tuy nhiên Trung Quốc chưa công bố danh tính cụ thể của họ.